Bây giờ là khoảng 11 giờ đêm rồi. Qua Út đi chơi nhớ lưu ý cẩn thận bóp ví tiền bạc nha. Út có an toàn hay không? Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở thành phố Sydney, bang New South Wales, nước Úc nha. Trước đó thì Nick có up video clip lên đó, thì một số các anh chị biết là Nick đang ở bên này nè, thì có gửi lời hỏi thăm, chúc Nick đi chơi vui vẻ và đồng thời đó là nhắn nhủ Nick là cũng nên cẩn thận bóp ví tiền bạc, không để xảy ra những sự cố mà trước đó 2-3 tuần trước đó, Nick ở bên châu Âu đã bị mất bóp, rồi bị lấy tiền hết, rồi thẻ tín dụng bị cà mất tiền nữa nè. Thì có khai báo cảnh sát lên video clip, đồng thời là cảnh báo mọi người khi đi du lịch châu Âu á, hãy cẩn thận đủ thứ hết. Thì cô bác anh chị lần này thấy là Nick qua tới Úc rồi thì cũng nhắc nhở, Nick cảm ơn rất là nhiều nha. Tuy nhiên về mức độ an ninh ở bên nước Úc này á, Nick không phải chỉ mới đi lần đầu, đã rất là nhiều lần rồi, cả Melbourne, Sydney hay là trước đó lên tới Brisbane rồi Gold Coast nữa. Thì thật sự qua tới đây Nick thấy là thoải mái lắm, không có lo lắng, vô cùng là yên tâm luôn. Đi chơi ngoài đường ở đâu cũng vậy, Nick dù là ban ngày hay là đêm tối hay là nửa khuya có ra đường là Nick cũng không có thấy lo, không có sợ, và cảm giác là an toàn, thoải mái, không phải lúc nào cũng canh cánh là lo sợ mất đồ, mất bóp, mất tiền gì hết trơn á. Qua tới Úc thì thấy thiệt sự là người mình đi chơi là vô tư, không có sao hết. Đương nhiên ở chỗ nào cũng sẽ có người xấu, không ít thì nhiều thì Úc cũng có thôi, nhưng mà về mặt mà cảm giác anh thấy là bên đây ok, đi chơi không có lo lắng gì, không giống như châu Âu thì thật sự là quá đáng sợ. Nick đã tới châu Âu nhiều lần rồi và đi nhiều nơi, và những lần đó là cảnh giác rất là nhiều. Chỉ có lần vừa rồi đó là hơi lên làng tí xíu thôi là để cái bóp trong cái túi áo khoác rồi cởi ra móc cái ghế kế bên chỗ mình ngồi ăn thôi, vậy mà mất hồi nào cũng không hay. Rồi thì qua tới Úc á, thật sự nhiều của ba anh chị mình có lẽ là cũng chưa đi Úc cho nên là không biết thế nào, thì nhắc nhở Nick về vấn đề an toàn, an ninh cho mình á, thì cũng ok thôi. Nhưng mà riêng đối với Nick thì Nick đã tới đây nhiều lần và ngay cả lần này đó, Nick thấy là rất thoải mái, không sao hết. Bây giờ thì Nick đang ở gần khu vực Market City, đang ngồi ở băng ghế trên hè phố nè, thoải mái lắm mọi người ơi. Bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi. Những bữa đêm khác Nick đi vòng vòng, đi khuya, đi đâu làm gì, đường có vắng hay có đông thì Nick cũng không có sợ gì hết trơn á. Cảm giác thoải mái, an toàn, có đi tàu điện, đi metro, đi xe lửa gì không có sợ, không có một chút cảm giác gì sợ hết trơn á. Không có phải lo canh cánh lúc nào cũng phải giữ đồ, giữ bóp, giữ túi hay là có chừng mất tiền, mất đồ vậy. Đi bên đây bên Úc nói chung là rất ok nha. Dĩ nhiên là đôi khi cũng phải cảnh giác, đừng có lơ là quá. Nhiều khi mình nhiều tiền hoặc đồ quý mà mình để hớ hên trước mặt người ta thì nó tạo cho cái cơ hội nảy sinh lòng tham, người ta lấy phải không ạ? Thì đương nhiên mình phải lưu ý, đừng có để như vậy. Nhưng mà thật sự là bên Úc thì đi chơi á, mình chỉ cẩn thận tí xíu là được ok rồi, còn ngoài ra không có lo lắng gì hết nha. Bây giờ là cũng gần 11 giờ đêm nè, ở khu vực này nè, để Nick quay cho cô bác chị mình xem là cái độ an toàn nó như thế nào để mình biết nha. Nick đi vòng vòng khu vực này nhiều lắm rồi, mấy bữa qua đi tùm lum hết trơn á, còn hôm nay nè tranh thủ ít phút quay tí xíu chia sẻ cho mọi người biết khu vực này, đồng thời là thấy nó an toàn thoải mái ra sao nha. Bây giờ chúng ta cùng đi nha mọi người nhé. Đây trước mặt quý cô anh chị và các bạn, Market City nha, cái chợ truyền thống nằm giữa trung tâm thành phố Sydney. Bây giờ thì chợ này có những ngày vẫn còn rất là nhiều sạp bán đồ lưu niệm, bán hàng nông sản ở trong đó, nhưng mà đương nhiên là đóng cửa rồi, chiều là đóng cửa. Và buổi tối thì có một số nhà hàng ăn uống trên đó nè, shopping còn hoạt động, nhưng mà bây giờ là gần 11 giờ đêm mới thấy có người đi cái cầu thang cuốn ra vào kìa. Ở đó chắc là có chỗ còn làm việc,
còn mở cửa Paddy Sydney Paddy Market nè. Mở cửa từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiều thứ tư tới chủ nhật, vậy là thứ hai thứ ba nghỉ. Đây cái chợ này dài tuốt đằng kia luôn. Chợ này nằm ngay khu vực trung tâm, đồng thời là khu Chinatown, khu phố tàu thì cũng ở đây. Ở đây rất là nhiều tiệm của người Hoa. Vép, ở đây bán vép, cái tiệm này còn mở cửa này bán vép. Khu vực này thì người châu Á Nick thấy rất là đông nha. Mấy bữa vừa rồi đi quanh khu vực này đông quá trời đông. Ngoài người Hoa thì Nick thấy là có người Hàn Quốc nè. Hàn Quốc cũng chiếm số lượng rất là nhiều luôn đó. Rồi Singapore, Malaysia, Hồng Kông nữa. Đông lắm mọi người. Những người Thái cũng có. Rồi người Việt mình thỉnh thoảng Nick thấy cũng có cửa hàng buôn bán trong gần ở đây. Công Cha. Cái trà sữa này thấy khắp nơi nha. Bây giờ chắc là 11 giờ đêm biết còn mở không? Thấy quầy còn để nè. Đây còn để Nick vào mua luôn. Rồi chắc là lựa cái này. Cái này Permuti. Can I get one Permuti please? Regular or? Yeah, regular. Sugar ice standard? No. What? Cash. We're not taking cash anymore. Oh, no more. Oh, okay. Card only, right? Yeah. Okay, hold up. Một giờ đêm mà chỗ này còn mở cửa. Mua một ly trà sữa đi vòng vòng uống đi quay xung quanh cho cô bác chị mình xem nha. I just wonder what time you close. We close at 11. 11? Oh, so all more time to close. Oh, lucky. Thank you. Ôi, Nick tới trước một vài phút thôi, sắp tới đóng cửa rồi mọi người. 11 giờ đêm đóng. Bây giờ còn vài phút nữa đóng cửa. May mắn là tới mấy bạn còn bán được. Nói chung là khu vực mà có châu Á người ta cũng chịu khó đó. Lẽ ra giờ này 11 giờ là dọn là chuẩn bị đóng hết rồi nhưng mà có khách vẫn còn bán luôn. Thank you. Đi trà sữa. Hồi nãy thấy là để 6 đồng mấy đó. Tính ra là đi trà sữa này khoảng cho là 7 đồng đi. Bởi như 16 khoảng 110.000, 120.000. Trà sữa Việt Nam thì tính ra chỉ khoảng là 2 đô Úc thôi. Ok, còn cái này 6 đô mấy, gần 7 đô thì giá cao rất nhiều. Hơn vài lần thì đúng rồi. Đời sống ở đây cao, cái gì cũng đắt chứ không có gì rẻ mọi người. Nhưng mà cái này size bình thường thôi, không phải size lớn nha. Này của Công Cha. Uống cũng ok, ngon. Hãy bây giờ vừa đi vừa quay tiếp cho cô bán chị mình xem nha. Hmm.
Đây là bên hông của Market City nè, hay Market đó. Rồi có cái đường tàu, đường xe điện chạy ở đây. Ở chỗ này là cổng chào của phố tàu đây. Lần trước Nick qua, Nick cũng đã quay ở khu vực này vào ban ngày và sau đó đi ăn với lại Thuyết ở trong một cái quán ăn là giờ ăn điểm sống ở trong Market City mọi người. Thì Nick có quay khu vực này nè. Câu tiếng Anh ở trên là Within for the four seas, all men are brother. Giống như tiếng Việt mình nó là tứ hải gia huynh đệ đó. Chỗ này vẫn còn người vừa rời khỏi cái quán ăn nè. Bình thường ở đây buổi chiều là rất là đông người đi ăn uống chỗ này. Nhưng mà bây giờ là 11 giờ đêm, sắp tới 11 giờ đêm chắc nhiều chỗ đã chuẩn bị đóng cửa. Nhiều nơi đóng cửa rồi, còn vài chỗ thôi còn mở trễ. Wow, chỗ này hotpot còn mở nè, cửa vẫn để ngõ nè, ai ăn khuya có thể ra đây ăn. Cái bên là Trung King thì đã thấy để cái bảng close rồi. Dài dài trên kia cũng có một số bảng sáng đèn. Bây giờ Nick đổi ra cái hướng này, đi ra ngoài đường trọt đây. Xe điện này còn chạy khuya, tới giờ này vẫn còn thấy chạy nè mọi người. Cái xe này phải có cái cần dính dây điện ở trên mới chạy nè. Cái dạng xe này Nick thấy các thành phố của Úc là đều có. Melbourne thì phát triển rất là rộng rồi. Sydney thì gần đây là xây thêm tuyến đường này trên đường trọt nữa. Cái này có cái bus điện thoại. Mới đầu mà Nick nhìn á cũng khá ngạc nhiên. Thời hiện đại rồi, người ta thời 4.0 người ta dùng điện thoại cầm tay hết rồi. Đâu ai còn dùng cái này, nhưng mà bên đây vẫn để. Ngày xưa là bỏ cái thẻ vô hoặc là bỏ đồng xu vô đây rồi mới gọi được. Còn bây giờ á đâu ai có dùng cái này để gọi nữa đâu. Nhưng mà nhìn kỹ lại nên mới thấy là free calls and wifi for everyone right here. Đó là gọi miễn phí và wifi miễn phí luôn cho tất cả mọi người. Trên cái màn hình có để nè, free national calls Australia is wide. Có nghĩa là cái này được cho gọi miễn phí khi cần thiết, muốn gọi trong nước Úc mà gọi gì gọi. Cũng rất là hay nha. Và nói wifi miễn phí là nó chưa có vào này không biết là như thế nào. Thì đây thấy cái biểu tượng cục wifi của hãng này là hãng Telstar. Nhưng mà nếu có cuộc gọi free ở trong nước Úc thì cũng ok ra. Nhưng khi cần mà không có điện thoại trong người, ra đó bấm gọi. Hoặc là người ở xứ khác qua đây đi chơi, cần liên lạc với người địa phương, bạn bè thì có thể bóc cái đó gọi. Nếu mà free thoải mái gì rất là ok ha. Ở khu vực này có một cái cây phong thủy nè. Cái cây này gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Hồi trước mới qua là thấy là nước nó có chảy xuống, bây giờ là thấy nó khô không có còn giọt nước. Không biết lâu rồi người ta có để nước hay không, nhưng mà để nước tới gần kìa. Đường này hình như là đường Success thì phải. Đây dưới đất thì làm gạch đỏ đỏ đó là hỏa nè, cây là thổ nè, đất ở dưới nữa thì đất ở dưới là thổ chứ, cây là mộc nè đó. Rồi ở trên màu vàng, cây thì có giác vàng ở trên đó là kim nè.
Hồi trước, nhiều năm trước mới thấy có nước chảy, bây giờ không thấy. Là thủy nữa, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành. Nhưng bây giờ không thấy thủy, không thấy nước. Tối khuya rồi, 11 giờ đêm hơn rồi, mọi người vẫn còn rồi. Thấy người ta làm việc rồi, có người đi hốc rác rồi, xe đi hốc rác. Rồi thấy người ta đi bộ khu vực này quá trời đông luôn á. Đúng rồi, đường này là đường Success nè. Rồi băng ghế để trên hành lang ngồi thoải mái luôn mọi người ơi. Lề đường thì rộng, không thấy ai bán ngoài lề đường, không có bán hàng rong ngoài lề đường. Qua đây chắc là không có được phép rồi. Bán thì có chỗ trong đó thôi, mặt bằng đàng hoàng, không có bán lề đường. À, bây giờ hệ thống metro trên cái đường George này là mấy năm trước xây xong, bây giờ hoạt động nè. Cái line ở giữa đường, thấy đường đèn, à, thấy thấy cái line của xe chạy nè, cái đường rầy đó đầy ở trên đường George này. Ồ, cảnh sát chạy, không biết buổi tối chắc đi tuần sao. Cái 7-Eleven ở bên Sydney này, thấy rất là nhiều cửa hàng tiện lợi luôn, đặc biệt là 7-Eleven thì ở khu vực ở trong đây hoặc là vòng vòng khu vực CBD này, trung tâm của Sydney thì có khắp nơi nha, rất là dễ tìm. Rồi người cũng còn đông quá trời là đi ngoài đường. Đó, nick cứ lang thang ngoài đường này đó, khi bóp tiền để cái bên mua đồ không có lo lắng, nó sợ gì mọi người. Và ngồi hay là đi hay là cỡ nào thì thấy cũng yên tâm, không có sao hết. Hay Market Hotel. Ở bên kia làm đường, đang anh đào đường, nghe tiếng ồn từ xa luôn, đang sửa chữa bên đó, sửa chữa phải đào lên, không biết làm cái gì thì có công trình bên đó rào chắn lại rồi nè. Bây giờ dọc trên cái đường short này là để ghế băng ghế cho người ta ngồi lắm. Và cái trạm xe thì ở giữa đường nè. Cái này như gọi là light rail. Light rail là nó không biết dịch tiếng Việt là gì. Nói chung là cái tàu điện nhẹ nhàng. Wow. Thì băng ghế người ta ngồi. Đồng thời là ở các đường phố cũng có để là mấy cái vòi nước nè. Nhưng mà bây giờ cái này không thấy nước đâu hết. Mà đông quá rồi ăn cũng phải giờ bỏ trên ngay cái chỗ cái vòi nước luôn. Cái light rail này người ta đi đứng chờ xe nè. Hơn 11 giờ đêm vẫn còn. Và cái tàu thì thiết kế rất tiện lợi, đó là đậu sát vô để người đi xe lăn có thể là lăn xe lên trên tàu điện dễ dàng luôn mọi người. Rồi, cái lề đường hầu như là cũng không có cái gờ để cho người ta đi lại thuận tiện luôn, nhất là những người mà bị khuyết tật, những người đi xe lăn đó. Rồi cửa hàng Easy Mart này cũng khắp nơi luôn nè, bây giờ vẫn còn mở cửa, cửa hàng tiện lợi. Rồi đoàn tàu light rail tới nè, Circular Quay. Tàu này đi hướng qua Circular Quay. Cái này phải mua cái thẻ OPPO. Nếu có cái thẻ này chỉ cần đi nạp tiền, muốn đi đâu thì lên xe cà rồi đi đây. St. Peter Julian Catholic Church, nhà thờ Thánh Peter. À, một cái chuyến xe đi hướng ngược lại ở bên kia, lại bên kia. Ở trạm này là trạm Chinatown.
Rồi, tàu chạy rồi. Đây này. Bây giờ ở bên Sydney này, khu vực Chinatown này rất là vui luôn nè. Giờ này vẫn còn ăn uống đi đồn luôn. Thôi mọi người, Bích đang đứng ở trên trạm nè. Đó, nhìn qua bây giờ mới thấy Spicy Hot Pot đứng ở ngoài này, nghe cái mùi thức ăn sọc vào mũi, thơm quá trời luôn. Trời, là mình cũng muốn đi thử, mặc dù nãy giờ Nick ăn với uống ly trà sữa cũng no nốt cái bụng rồi. Wow, bây giờ vẫn còn đông người ngồi bên trong ăn quá chừng luôn nè. Bây giờ dân châu Á tập trung nhiều ở khu vực này, cho nên là mới có mấy cái vụ ăn khuya mở cửa để khuya như thế này. Chứ ngày xưa nhiều năm trước qua bên đây Nick thấy là cũng không có nhiều và cũng không có bán khuya vậy đâu. Còn bên đây nữa nè, Sonora nhìn đây cũng đầy người ở trong và ở ngoài luôn. À, cái này Thái street food, món ăn Thái. Wow, giờ này còn mở cửa nè mọi người ơi, bán đông thiệt đông luôn. Đây, để mấy cái mẫu quảng cáo nè, đồ ăn Thái. Một người này nghiện ngập hay sao nè, hút thuốc nè. Đó, thì Nick thấy cũng có một số người như vậy đó ở trên đường phố, nhưng mà không sao, mình thấy nó bình thường, nó quen lắm, nhưng mà cũng không có nhiều như là ở bên San Francisco mà Nick có quay video clip rồi đó, mình nói quá trời luôn. Hay là một số thành phố khác ở bên Mỹ thì đầy người nghiện, rồi hút sách, rồi homeless, nhưng mà bên Sydney thì cũng có nha, mấy bữa nay Nick cũng có thấy cái anh chàng đi phía trước đó chắc chắn là cái người nghiện rồi. Người thấy cũng không được sạch sẽ, rồi hút thuốc nè, rồi có vết bầm trên người này kia. À, cái này thì khắp nơi trên thế giới đều có, Sydney cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng mà vẫn thấy còn ok, không đến nỗi gì phải quá lo lắng với những người này. Và họ cũng không làm gì mình sợ hết trơn á. Mà cũng thấy ở đây đi lại an toàn, thoải mái, không sao. Trong đó có một cái quán, bữa nay là ngày đầu tuần mà cũng đầy người luôn nè. Thường thường là ngày thường đi làm, ta không có đi ngoài đường khuya nhỉ, cũng không ăn uống khuya. Đây là Nick thấy đa số là người châu Á thôi, chỉ có dân châu Á mới thức khuya đi ăn nhỉ. Nghe nói tiếng Thái, trong quán này cũng đầy luôn, đầy người. Malatang, cái này chắc là của người Hoa Mã Lai hoặc là Singapore thôi. Malaysia, đúng rồi. Tiếng Hoa thì đi khắp khu vực này đều nghe người ta nói chuyện với nhau tiếng Hoa. Còn dãy bên đây nãy giờ nó nghe một số người Thái nói tiếng Thái, chưa gặp người Việt. Chắc chỉ có Nick đang đi dạo ngoài đây thôi, người Việt chắc không có sống ở trong khu vực này, sống ở đâu ngoài xa không. Khu vực trung tâm này nghe tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Thái, hồi nãy giờ ba thứ tiếng đó là nhiều nhất. Đây, Hàn Quốc là mới đi ngang, nghe nói tiếng Hàn nhận ra ngay là. Hơn cái ngã tư này thấy người ta đạp xe, đi xe điện, có nhiều người thức khuya, rồi dọc ở trên kia ngồi trên mấy cái ghế nữa kìa, quá trời luôn. Rồi mấy cái quán bar này vẫn còn mở nè, vẫn có người rồi bán đồ ăn ngoài lề đường đó. Sydney bây giờ thì đúng là vui lắm, không có quá yên tĩnh như ngày xưa mà ngày nào cũng như ngày nào. Cuối tuần thì đông hơn mà ngày thường thì cũng nhộn nhịp rồi.
có lẽ là sự khác biệt là có thêm nhiều người châu Á, nhất là du học sinh từ Trung Quốc nè và Hàn Quốc nè, và người ta ở gần đây cho nên là phố này ngày càng nhộn nhịp. Đương nhiên là nó có mặt trái, là mới thấy là trên đường phố gần xung vực xung quanh đây thì rác bắt đầu bỏ vương vãi của một số nơi, bỏ trên đường phố, bỏ trên băng ghế ngồi nè, thì nó có xảy ra tình trạng đó nha. Rồi tàn thuốc nè, hút cũng văng tùm lum dưới đường. Nhưng mà bù lại thì thành phố này ngày càng vui, không còn quá yên tĩnh như ngày xưa. Mọi người cho rằng là người châu Á là phá vỡ cái khung cảnh yên tĩnh, nhưng thật ra thì để phát triển kinh tế, những cái này mới có thể là nó có ích cho kinh tế chứ. Mà còn đóng cửa ngủ rồi không có buôn bán gì hết thì đúng là thành phố hơi bị buồn nha. Người ta ngồi dọc các băng đá, băng gỗ ở trên lề đường, dọc con đường tròn này quá trời luôn. Sau khi mà xây cái đường tàu điện này á, là anh thấy là dọc ở đây để quá nhiều, rất nhiều, thuận tiện cho người dân ở đây cũng như là bất kỳ ai đi tới khu vực này có thể là ngồi nghỉ trên băng đá. Lại thêm một cái tàu điện tiếp tục chạy. Bên đây thấy cái gì đây, đèn quá trời luôn nè. Wow, trong đây là cái gì đây, trang trí đèn vàng, đèn xanh, đèn đỏ, đèn hồng, cho nhìn giống như những cái cành mai, cành đào hồi Tết ở Việt Nam quá nhỉ. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Rồi dưới đây là những cái chỗ người ta ngồi, bạn bè ngồi tán dóc nói chuyện. Trên những cái cây này nữa cũng treo đèn lấp lánh luôn nè. Tiếng con mòng biển nó kêu. Ở đây gần biển nó bay, nó sống ở trong bờ trung tâm này cũng rất là nhiều. Buổi tối nó cũng đi ăn hoạt động dữ dội, người ta thấy ra ngoài đường là nó xuống, hoặc đồ dư thừa người ta không bỏ thùng rác, hoặc rớt là khỏi thùng rác thì mấy cái con mòng biển nó chạy tới nó ăn. Nó nghe nó kêu khắp nơi. Wow, cái chỗ này có cái gì đây, uống cong lên nữa, cầu thang đi lên nữa, nhìn rất là ạt nghệ thuật luôn. Quán ăn thì chắc là đóng cửa rồi. Sydney Fridery. Cái hình này, nguyên cái khung này uốn cong giống hình con rồng. Trong đây Liverpool Land cũng trang trí đèn quá trời luôn. Tôi nghĩ là còn sớm thì khu này chắc cũng nhộn nhịp lắm, quá trời nhà hàng ăn uống, quán ăn đầy ở đây. Còn cái chỗ này còn mở cửa đây, Goodman Gourmet Mexico Kitchen. Còn người ngồi ăn, còn người đi ship đồ nè. Bán đồ kiểu Mexico còn mở nha, bán khuya quá trời luôn. Nó đi dọc qua cái con đường này, trong đây còn sáng đèn sáng trưng luôn. Đa số là nhà hàng quán ăn thì đóng cửa hết rồi. Bây giờ mà ai mà mở 11 giờ mấy rồi, 11 gần 11 giờ rưỡi rồi mọi người.
đủ các nhà hàng Hàn Quốc, Nhật, rồi Tàu, Thái, Mexico, hoặc Lai. Và khu này không thấy cái quán nào của nhà hàng Việt ta. Cái quán này chuẩn bị đóng cửa để là 23 giờ. Bây giờ ra con đường này không biết là đường gì đây. Meriden Swiss World Tower. Bên kia nữa kìa, kebab và pizza còn bán nữa mọi người ơi. Chắc bán tới trễ lắm, khuya lắm á. Rồi góc phố nữa kìa, Winsome World BBQ, Bento và Footy. Đó, còn người mua nè. Trời ơi, không ngờ bây giờ là mở khuya dữ vậy luôn đó. Để khỏi phải lo luôn. Muốn ăn uống gì ra ngoài đường, khu vực gần Chinatown này, chỗ nào cũng bán. Ở bên kia là cái gì, Play and Drink, giống như chế phi tiêu vậy ta. Capsule The Century. Ồ, có khách sạn Capsule. Cái này chắc là cái phòng con nhộng á. Cái này chắc có vài chục đồng chắc được nè. The Capsule. Như vậy là khách sạn này, nếu mà Capsule đúng cái đó mà họ làm thì chắc là được, ở vài chục đồng được nè, rẻ. Còn bên trong không biết như thế nào, nếu chưa nhìn thấy cái bảng thôi, chỉ còn đoán thử thôi mọi người. Nhưng mà nếu mà vậy thì ok, mà cái phòng nhỏ thôi, những cái phòng mà con nhộng. Ồ, cái góc phố đó thì cũng có người ngồi với con chó, giống giống như là vô gia cư đang nói chuyện với cái người đi qua. Bây giờ thì nhiều nơi đang có tình trạng này, mà người trẻ chứ không phải người già đâu mà. Bên kia có cái pub ngày đầu tuần mà vẫn mở khuya luôn kìa. Thấy bảo vệ còn đứng phía trước là mấy người đang canh nè. Những đoàn tàu hết tàu này tới tàu kia chạy nên phải liên tục luôn nè. Và thêm một chuyến tàu chuẩn bị tới đây nè. Bây giờ đây là L, đứng từ xa đứng thấy coi L3 Sukulaki nữa, đi tuyến đường Sukulaki. Wow, nãy giờ nước thấy chạy liên tục luôn nha. Và lề bên đây cũng rất là nhiều băng ghế cho người ta ngồi. Ở đây cái quán này còn mở khuya quá trời luôn. Giờ này còn ngủ bia ngoài đường. Chuẩn bị dọn quán bar. Thấy nhân viên đang thu dọn ghế. Thôi bây giờ đi từ từ về. Nãy giờ đi vòng vòng một đoạn rồi, nhưng mà xung quanh đây xin lỗi, mắc ho rồi. Có người còn nằm trên băng ghế này luôn nè. Cảm giác ngủ yên bình luôn á. Không có sợ người ta trộm cắp gì luôn. Để cái túi dưới đầu đó là ngủ ngon rồi luôn á. Còn một người nó thấy có một cái vali để kế bên, đầu nghiêng vô ghế nằm ngủ rồi. Không biết là vì sao đây. Trông có vẻ là không biết phải là mệt quá đi làm gì ngủ hay không, hay là một dạng kiểu vô gia cư. Thấy cũng không được sạch sẽ lắm mọi người ơi. Có thể là gặp khó. Bạn bè ngồi tán dóc nói chuyện, các cặp đôi ra này ngồi ngoài đường phố. Gần 12 giờ đêm. Ở đây bạn massage vẫn còn hoạt động nè.
tới đây là ngã tư hồi nãy mà Nick có đi rồi nè, nãy đi bên kia rồi, cửa hàng thuốc lá và vape mở bán khuya dữ gì luôn. Nick nhớ là bên đây thuốc lá mắc quá trời mà cũng bán trễ gì luôn mọi người. Đi nãy giờ một vòng xong rồi mỏi chân, ngồi trên băng đá thư giãn tí nha. Cảm giác dù là có một số vấn đề xã hội như là người vô gia cư, người nghiện ngập cũng có ở trên đường phố, nhưng mà thật sự là Nick thấy vẫn rất thoải mái khi đi lại trên đường phố ở Sydney hay là Melbourne. Nói chung là các thành phố của mình Úc này á, cảm giác an toàn thì vẫn còn rất là cao, không phải lo lắng, không phải sợ gì mọi người. Đặc biệt là cái vụ mà móc bóp hay là giật giọt đồ đó, nó không có cái cảm giác gì hết á, thấy thoải mái lắm. Bây giờ khuya gần 12 đêm, người vẫn đầy trên đường phố luôn, nó rất là nhộn nhịp ha. Cộng thêm những cái công nhân đi làm nè, bây giờ có người đi quét đường phố nè, rồi nó thấy là những người shipper đi giao hàng đó nè, vẫn còn chạy trên đường gần giống như châu Á luôn á. Nếu không nói là không biết ở đây là thuộc bên nước Úc. Úc thì do người da trắng, đặc biệt là người Anh mà lập nên rồi, mà trăm mấy chục năm về trước không à. Nhưng mà bây giờ cái khu trung tâm của Sydney này, đặc biệt khu phố Chinatown, quá trời người châu Á, nếu thấy đầu đen tóc vàng, người tóc đầu đen da vàng đó nhiều lắm. Đây hôm nay nhộn nhịp đông vui, thoải mái nhé. Rồi, video clip của buổi tối ngày hôm nay chia sẻ một số hình ảnh đi bộ vòng vòng khu vực trung tâm của Sydney cho bán chị mình biết, đồng thời là cái cảm giác mà về độ an toàn á, ở đây thì Nick thấy là rất là ok nha, không có lo lắng gì hết. Đây, bây giờ cũng sắp tới 12 giờ đêm rồi, Nick đi về nghỉ thôi. Chia sẻ tới đây trong video clip này của buổi tối ngày hôm nay đến đây Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bán chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bán chị và các bạn trong những video clip kỳ sau nha. Chúc mọi người một đêm ngon giấc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.